Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của CineFPT Gaming. Tôi là Quang AK, giáo sư mạng. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ về cái trải nghiệm 2 tuần sử dụng chiếc kính Razer Anzu của tôi như thế nào. Đầu tiên thì nó vẫn là một hộp, mặc dù là tôi đã sử dụng nó được 2 tuần rồi, nhưng mà vẫn đóng lại để show cho các bạn xem là cái bộ sản phẩm của chúng ta có gì. Vỏ hộp thì thiết kế rất là đẹp. Đó, thì khi mà mở ra thì chúng ta sẽ có là hai cái chiếc hộp mà đen nhỏ hơn. Bây giờ sẽ thử cái hộp to trước nhé. Một cái chiếc cách da có in chữ Razer, khắc chữ Razer lên, Razer rất là đẹp. Và một sạc đi kèm. Hơi tiếc là cái sạc đi kèm này nó lại sử dụng là chân USB-A. Nếu mà chân Type-C thì tôi sẽ thích hơn. Cái cách này thì nó sẽ có hít 500 nha anh em nhé, rất là tiện để cho sử dụng này, không cần phải đóng nước các thứ. Trong hộp thì sẽ còn lại là một cái bộ sách hướng dẫn sử dụng, và bên trong cái sách hướng dẫn sử dụng này mình sẽ có thêm một cái khăn lau kính nữa. Có một cái khá là buồn cười, đó chính là cái install app ở trên Android với cả iOS ấy. Thì ở đây người ta đề là Razer Anzu app, nhưng mà tôi tìm mất 30 phút không tìm ra cái ứng dụng Razer Anzu app. Cái ứng dụng tên chuẩn của nó là Razer Audio nha anh em nhé. Cái hộp còn lại ấy, thì đó chính là cũng một chiếc hộp màu đen có in chữ Razer. Và bên trong cái chiếc hộp này thì chúng ta sẽ có là hai cái mắt. Đó, đây là hai cái mắt bảo vệ ngăn tia UV. Với thông báo của Razer là ngăn được 99,9% cái tia UVA và UVB. Đấy, bên trên cái tờ giấy này thì sẽ có một cái QR code này để cho anh em scan cái link để hướng dẫn về cái việc thay mắt kính đấy. Hai cái chiếc mắt kính thì có thể tháo ra gắn vào rất là dễ dàng. Quay trở lại với sản phẩm chính của chúng ta ấy, thì đây chính là chiếc kính Razer Anzu. Nó sử dụng rất là tiện lợi với cái bộ sạc ở đây là sạc hít 500 anh em nhé. Chỉ cần đặt vào bên dưới là nó sẽ tự hít. Khi mà chúng ta mở gọng kính ra thì kính nó sẽ tự động bật Bluetooth và kết nối với cả cái điện thoại. Ok, là nó có đèn nháy xanh ở bên trong kính này. Đó là sẽ xong, anh em đeo vào này. Đó, rồi, auto đẹp trai luôn anh em ạ. Với một cái chiếc kính mà mình nghĩ là khoảng hơn 5 triệu đồng như thế này thì đeo lên là auto xịn luôn. Cái cảm quan đầu tiên khi mà tôi đeo cái chiếc kính này lên ấy, đó chính là cái gọng này của nó hơi dày này. Kính build vào bằng phun nhựa, cho nên là mặc dù nhìn nó cái gọng nó to, nhưng mà thực ra đeo nó rất là thoải mái và dễ chịu. Tôi có thử là lắc đầu cực mạnh để xem là mình giả lập cái quá trình mà chúng ta đi tập thể dục ấy, thì xem là nó có rơi không nhá. Nó không thể rơi được. Đấy, tại vì tôi đang quay ở trong phòng nó hơi nóng, cho nên là mồ hôi nó cảm giác nó hơi trơn một tí, nhưng mà không sao nhé. Nói cái chuyện mồ hôi thì cái chiếc kính này thì có cái chuẩn chống nước là IP4X, tôi không nhớ là IP4X hay IPX4 nhỉ, IPX4, tức là nó có thể chống cái nước bắn nhẹ, tức là anh em có thể đi mưa nhẹ nhỏ nó hắt vào một chút, hoặc là anh em tập thể dục thể thao mồ hôi ra cũng hoàn toàn ok đối với chiếc kính này. Cái chiếc mắt kính trong nguyên bản ấy thì đấy, anh em nhìn thấy là nó sẽ được phủ một cái lớp để lọc được 35% tia 35% ánh sáng xanh ấy, thì giúp cho mắt chúng ta trở nên dễ chịu hơn khi mà sử dụng máy tính, sử dụng điện thoại lâu. Và cái này mà kết hợp với cả cái chế độ mà lọc ánh sáng xanh trên điện thoại hoặc là màn hình máy tính thì mắt sẽ rất là thoải mái và rất là ngon. Ở trong phần gọng kính ấy, thì chúng ta sẽ có thấy là các cái thiết kế loa nằm ở mặt dưới của gọng kính như thế này, thì nó sẽ hướng thẳng về phía tai của người dùng, giúp cho là âm thanh nó trực tiếp hơn. Nhờ có cái thiết kế như thế này ấy, thì là khi mà chúng ta đeo vào thì nó sẽ không bị bít lỗ tai, như thế là không bị ngăn cách âm bên ngoài, đeo cực kỳ thoải mái. Đặc biệt là ở bên cạnh của bên gọng của kính ấy, chúng ta sẽ có hai cái nút cảm ứng này. Đấy, hai bên này chúng ta sẽ bấm có thể thay đổi được nhạc này. Chúng ta play nhạc này. Đấy, dừng nhạc. Chúng ta đổi bài. Thời lượng pin cũng là một cái ưu điểm của cái chiếc kính Razer Anzu này. Khi mà mình sử dụng với mức 100% âm lượng thì mình dùng được khoảng 1 tiếng rưỡi, nó sẽ còn là khoảng 60% pin. Còn nếu mà mình nghe với cái mức âm lượng bình thường khoảng 60% ấy, khoảng 60% âm lượng ấy, thì pin nó sẽ rơi vào khoảng được gần 5 tiếng. Với cái bài test chế độ âm thanh ấy, thì tôi sẽ chạy thử một cái video để xem là cái âm lượng có khớp với cả cái mồm phát ở trên video không. Chúng ta sẽ chạy thử một cái video của chính tôi. Phiên bản mới với một chút xíu thay đổi để tiếp
là gì. Nói chung là rõ, thậm chí là cảm giác là rõ hơn là mày áp tai điện thoại. Đúng rồi, tại vì con này nó có hai cái mic này để khử ồn mà, đua mic mà, nghe cảm đúng giác rồi. Nó stereo lên. Đúng rồi, mà nó to ấy, nó không bị tiếng ồn, không bị rè, không bị ấy. Ngon. Ok, vậy thì cái chiếc kính Razer Anzu này nó sẽ phù hợp với những ai? Đầu tiên chúng ta sẽ là những cái người mà làm việc nhiều với máy tính, làm việc nhiều với các thiết bị điện tử thì chúng ta cần cái chiếc mắt kính này để có thể lọc ánh sáng xanh. Thứ hai là các bạn tập thể dục mà cần có loa để nghe nhạc, cần có loa để làm thoại, chúng ta đi trên đường cần có loa. Đấy, nhưng chúng ta lại không muốn dùng các tai nghe in-ear thì như thế nó sẽ bị nút tai và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lưu thông, giao thông của chúng ta ở trên đường, nó sẽ bị nguy hiểm. Và thứ ba đó chính là các cái game thủ của chúng ta sẽ là cần một cái tín hiệu âm thanh tốt này, thời gian phục hồi nhanh, và chúng ta cần một cái mắt đọc để lọc ánh sáng xanh đó. Đây sẽ là một cái chiếc kính mà theo mình thì khá là đắt tiền, tuy nhiên thì những cái giá trị mang lại của nó lại cực kỳ xứng đáng. Các bạn nghĩ sao về chiếc kính Razer Anzu? Hãy comment xuống bên dưới để chúng tôi cùng biết nhé, và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho channel Cinex FPT Gaming ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.